Xin chào các bạn. Tụi mình tên là Khánh Ngọc, Bảo Ngọc. Hôm nay tụi mình sẽ luyện Big Grand Soroban cùng với tụi mình. Mời. Gậy hạt trên không. Chuẩn bị. 8 cộng 1 cộng 9 trừ 7 bằng 11. Xem kết quả của bạn ấy có đúng không nào. Đúng rồi, giỏi quá. 7 trừ 7 cộng 2 cộng 9 bằng 11. Xem bạn đấy có đúng không nào. Lại đúng nữa, mình phải luyện thôi. 3 cộng 1 cộng 9 cộng 1 bằng 14. Đúng rồi, xin chúc mừng. 6 cộng 9 cộng 9 cộng 4 cộng 9 bằng 28. Đúng rồi, xuất sắc quá. Kết quả bạn ấy có đúng không nào. Trời ơi, mình phải luyện luôn. 8 cộng 9 cộng 9 trừ 5 bằng 21. Xem kết quả có đúng không. Đúng rồi, giỏi quá. 2 này cộng 9 cộng 9 cộng 5 cộng 5 trừ 25. Xem kết quả có đúng không. Sai rồi, không sao, lần khác sẽ đúng. Cộng 9 cộng 9 cộng 7 bằng 27. Ui, chưa kịp nói đã đúng luôn. Bằng 15. 15, 15, 15, 15, 15. Hoan hô. 3 3 trừ 2 trừ 2 cộng 9 cộng 9 cộng 5 cộng 5 15. 15 15. Đúng luôn, mình nghĩ là sai đấy các bạn. Mình đã hoàn thành. Xin chào các bạn nhé. Các bạn nhớ luyện Big Man Soroban. Lần trước thì sai, lần sau thì đúng. Nhớ không có buồn nhé. Xin chào các bạn.